Từ các manh mối thì công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Quang Hữu Thịnh 43 tuổi, trú phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng để điều tra việc sát hại người phụ nữ rồi giấu thi thể trong bao tải. Ngay sau khi bị bắt giữ, Quang Hữu Thịnh đã được lực lượng chức năng di lý đến nơi phát hiện thi thể nạn nhân để tiến hành dựng lại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân nữ 29 tuổi, trú phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, được phát hiện trong hai bao tải buộc kính để trên dĩ hè thuộc phường Đa Phúc, quận Dương Kinh. Nạn nhân được xác định tử vong do chấn thương sọ so não. Nạn nhân từng lấy chồng tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng và có hai con nhỏ nhưng đã ly hôn. Hiện công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định.